Hello cả nhà, hello, welcome back Trung Phan Cuộc Sống Mỹ. Mời quý vị nghe tin tức buổi chiều. Từ Houston, Đỗ Phúc xin được kính chào quý khán giả hai miền cũng như xin được mến chào chị Hành Dung và chị Thu Hương tại Dallas. Houston hôm nay tiếp tục là một ngày nắng nóng, khi mà hiện bây giờ bên ngoài là 97 độ nhưng mà sức nóng cảm nhận là 110 độ. Tối hôm nay xuống thấp là 80 độ, cơ hội mưa khá thấp, 10-15% cho đêm nay tại Houston mà thôi. Ngày mai ngày thứ ba cũng là một ngày nắng nóng, 95 độ là cao nhất trong 3 ngày và xuống thấp về đêm sẽ là 79 độ. Cơ hội mưa tăng chút ít khoảng 35% cho ngày mai ngày thứ ba. Ngày thứ tư thì cơ hội mưa là giảm xuống chỉ còn 20% mà thôi. Trong khi nhiệt độ thì không có thay đổi, 96 độ là cao nhất cho 3 ngày, xuống thấp về đêm sẽ là 80 độ. Ngày thứ 5, 96 độ là lên cao cho 3 ngày, về đêm 79 độ, cơ hội mưa cũng chỉ khoảng 20%. Ngày thứ 6, 97 độ là cao nhất cho 3 ngày, về đêm 80 độ, cơ hội mưa 15-20%. Nói chung Houston trong tuần lễ này tiếp tục là những ngày nắng, nóng và cơ hội mưa thì không có cao lắm. Chỉ có ngày mai thì cao chút ít khoảng 35%. Hy vọng rằng có mưa rải rác ở vài nơi trên thành phố Houston để giúp cho nhiệt độ nó giảm xuống một phần nào, bớt đi cái sự oi bức rất là nóng nực trong những ngày vừa qua. Không biết thời tiết bên Dallas như thế nào, thưa chị Hành Dung và chị Phú Hương? Chào vâng, lời nói đầu tiên Hành Dung và Thu Hương gửi lời chào thân ái đến quý khán giả hai miền Houston và Dallas bên chào Đậu Phúc. Hôm nay thời tiết ở ngoài trời cả ngày hôm nay rất là một nắng nóng, hiện giờ thì những tia nắng nó vẫn còn và nhiệt độ cao nhất trong ngày là 98 độ, xuống thấp là 80 độ và cơ hội mưa 3%. Bầu trời hiện giờ thì cũng khá cao quang đãng. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, hay nói đúng hơn là trong tuần này là thưa quý vị, vẫn là những ngày nắng nóng và nhiệt độ cho ngày mai là 100 độ, lên tới ba con số rồi và xuống thấp trong ngày là 81 độ. Và cơ hội mưa là 4%. Thứ tư cũng vậy, vẫn là 100 độ và 81 độ và cơ hội mưa cũng chỉ có 3%. Thứ năm thì lại càng nóng hơn thưa quý vị, nhiệt độ lên tới 101 độ và xuống thấp là 81 độ, cơ hội mưa tăng một chút xíu là 6%. Và thứ sáu thì lại lên thêm là 102 độ trong ngày và 80 độ trong đêm và cơ hội mưa là 4%. Nói chung lại là trong tuần này phải nói là những ngày nắng nóng khiếp luôn và cơ hội mưa cũng rất là ít thưa quý vị. Xin mời Thu Hương. Dạ vâng, tuần này chúng ta vẫn tiếp tục mong những cơn mưa cho dịu mát cỏ cây hoa lá, nhưng mà cũng có lẽ là rất là khó khi mà cơ hội mưa dự báo rất là thấp cho tuần này mà nhiệt độ thì rất là cao. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới hôm nay là bản tin liên quan đến Nga và Ukraine. Nga đã di tản một vùng biên giới khác trong bối cảnh mối đe dọa ngày càng tăng từ Ukraine. Theo hãng tin Reuters hôm thứ Hai ngày 12 tháng 8 là ngày hôm nay, Nga đã di tản dân thường khỏi một số khu vực của vùng thứ Hai gần biên giới với Ukraine sau khi mà Kiev tăng cường hoạt động quân sự gần biên giới chỉ vài ngày sau cuộc xâm nhập lớn nhất của nước này vào lãnh thổ có chủ quyền của Nga. Các lực lượng Ukraine đã đột kích qua biên giới Nga vào thứ Ba tuần trước và tràn qua một số khu vực phía Tây của vùng Kursk của Nga. Một cuộc tấn công bất ngờ có thể nhằm mục đích giành đòn bẩy trong các cuộc đàm phán ngừng bắn có thể xảy ra sau cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Rõ ràng là bị bất ngờ và Nga đã ổn định mặt trận ở vùng Kursk vào Chủ nhật ngày hôm qua. Mặc dù Ukraine đã chiếm được một phần lãnh thổ của Nga, nơi mà các trận chiến vẫn tiếp diễn vào thứ Hai ngày hôm nay, theo các blogger về chiến tranh của Nga cho biết. Tại vùng Belorussov lân cận thì ở phía nam, thống đốc khu vực cho biết các cuộc di tản đã bắt đầu từ quận Karamaya Yaruga do hoạt động của quân đội Ukraine trên biên giới. Nga đã áp đặt chế độ an ninh chặt chẽ tại các khu vực Kursk và Belorussov, trong khi đồng minh Belarus của họ cho biết họ đang tăng cường quân số tại biên giới sau khi mà Minsk cho biết Ukraine đã xâm phạm không phận của họ bằng máy bay không người lái. Xin mời trở lại anh Đỗ Phúc. Cảm ơn chị Thu Hương. Một bản tin thế giới khác có liên quan đến Israel thì đánh giá mới nhất của
cộng đồng tình báo Israel cho rằng Iran đã quyết định tấn công trực tiếp có thể trước khi Israel và Hamas kịp đàm phán. Theo Jerusalem Post, thì hai nguồn tin thân cận cho biết Iran có thể sẽ tiến hành một cuộc tấn công vào Israel trong những ngày tới. Thậm chí cuộc tấn công có thể xảy ra trước hội nghị thượng đỉnh nhằm đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin giữa Israel và Hamas, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 8 với Hoa Kỳ và một số nước Trung Đông khác làm trung gian hòa giải. Điều này thể hiện sự thay đổi so với các đánh giá gần đây, vốn từng cho rằng áp lực quốc tế đang khiến Iran suy nghĩ lại về khả năng tấn công trực tiếp vào Israel. Đánh giá mới nhất của cộng đồng tình báo Israel được kết luận trong vòng 24 giờ qua, cho thấy Iran đã quyết định tấn công trực tiếp vào Israel để trả đũa cho vụ ám sát thủ lĩnh Hamas là Ismail Haniyeh. Một bản tin của ASOS hôm 12 tháng 8 cũng đưa ra thông tin tương tự, trích dẫn hai nguồn tin ẩn danh. Cũng theo ASOS cho biết, thì Bộ trưởng Quốc phòng của Israel là Yoav Gallant đã nói với người đồng cấp của Hoa Kỳ là Lloyd Austin rằng Tehran sắp tấn công quy mô lớn vào Israel. Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, thì cho đến nay phía Israel vẫn không thừa nhận hay phủ nhận trách nhiệm việc ám sát ông Haniyeh vào cuối tháng 7. Xin được quay trở lại với chị Hạnh Dung. Cảm ơn Đỗ Phúc. Và một bản tin thế giới khác liên quan đến Bắc Hàn thả thêm khí cầu rác về phía Nam Hàn. Quân đội Nam Hàn cho biết Bắc Hàn lại thả khí cầu mang theo rác về phía Nam Hàn. Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc hôm 10 tháng 8 nói rằng gió có thể thổi khí cầu đến các khu vực phía bắc thủ đô Seoul của Nam Hàn. Tòa thị chính Seoul và chính quyền tỉnh Gyeonggi đã đưa ra cảnh báo rằng bằng tin nhắn là kêu gọi người dân cảnh giác với các vật thể từ trên trời rơi xuống và báo cáo cho quân đội hoặc cảnh sát nếu họ phát hiện bất kỳ quả khí cầu nào. Chưa có báo cáo về thương tích hoặc thiệt hại tài sản. Bắc Hàn trong những tuần gần đây đã thả hơn 2.000 quả khí cầu mang theo rác như giấy vụn, vải vụn và đầu lọc thuốc lá về phía Nam Hàn nhằm trả đũa việc các nhà hoạt động dân sự Nam Hàn thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới. Bình Nhưỡng từ lâu đã lên án những hoạt động như vậy vì nước này hết sức nhạy cảm trước bất kỳ lời chỉ trích nào từ bên ngoài đối với sự cai trị độc đoán của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Lần cuối cùng Bắc Hàn thả khí cầu về phía Nam Hàn là vào ngày 24 tháng 7, và rác thải do ít nhất một trong số quả khí cầu mang theo đã rơi xuống khu dinh thự tổng thống Nam Hàn, làm dấy lên lo ngại về khả năng dễ bị tổn thương của các cơ sở quan trọng của Nam Hàn. Cơ quan an ninh tổng thống Nam Hàn cho biết rằng khí cầu không chứa vật liệu nguy hiểm và không có ai bị thương. Đáp lại hành động của Bắc Hàn, Nam Hàn đã kích hoạt các loa phóng thanh trên tiền tuyến để phát các thông điệp tuyên truyền và các bài hát K-pop. Các chuyên gia cho rằng Bắc Hàn ghét những chương trình phát sóng như vậy vì lo ngại nó có thể khiến quân đội và người dân ở tiền tuyến mất tinh thần. Vâng, thưa quý vị, một bản tin khác nói rằng người Trung Quốc chi ra hàng ngàn đô la vượt biên đến Hoa Kỳ bằng tuyến đường VIP từ Panama. Hôm thứ Tư ngày 7 tháng 8, thì cảnh sát biên giới Panama đã bắt giữ 15 người liên quan đến một tổ chức tội phạm giúp cho người Trung Quốc vượt qua tuyến đường VIP, vượt biên vào Hoa Kỳ ít nguy hiểm hơn là đi qua đèo Darien Gap thuộc biên giới giữa Colombia và Panama. Tuyến đường VIP này có giá hàng ngàn đô la. Hãng tin AP đưa tin con đường có rừng bao phủ nối giữa Colombia và Panama là một trong những tuyến đường chính để mà người di cư đến biên giới Hoa Kỳ. Trong những năm gần đây thì người Trung Quốc đã trở thành nhóm người lớn thứ tư sử dụng đường biên giới này. Vào năm 2023 đã có hơn 500.000 người nhập cư đã vượt qua đèo Darien Gap, lập mức cao kỷ lục. Tính đến thời điểm hiện tại thì trong năm nay thì có hơn 212.000 người đã di cư vượt biên. Tuyến đường qua Darien Gap rất là nguy hiểm. Người di cư phải đối mặt với những nguy hiểm như là sông chảy xiết và thú rừng, các băng nhóm tội phạm cướp bóc, hãm hiếp và giết hại những người băng qua rừng.
Công tố viên địa phương, ông Elmado Marquez đã cho biết là các tuyến đường VIP do các băng nhóm tội phạm cung cấp này chủ yếu được người Trung Quốc chi trả để sử dụng. Ông Marquez nói với AFP rằng tuyến đường này được gọi là VIP bởi vì nó cho phép họ đi nhanh hơn, họ di chuyển nhanh hơn và các tuyến đường khác, những người di cư khác đã sử dụng thì đi khó khăn hơn, gian khổ hơn và nguy hiểm lâu hơn. Theo ông Marquez, tuyến đường VIP đã giúp cho hơn 700 người di cư vượt qua Panama với chi phí từ 2.600 đô la đến 8.000 đô la mỗi người. Tuyến đường thông thường khác có giá khoảng 500 đô la cho mỗi người. Ngày càng có nhiều người Trung Quốc đã vào Mỹ bất hợp pháp qua biên giới phía Nam. Sau khi vượt biên vào nước Mỹ thì nhiều người đã nộp đơn xin tị nạn chính trị với lý do lo ngại về sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Cộng và các chính sách khắc nghiệt. Nhiều người khác cũng bày tỏ sự nghi ngờ về nền kinh tế Trung Cộng và lo lắng về việc sẽ rơi vào cảnh nghèo đói. Trở lại với anh Đỗ Phúc. Cảm ơn chị Thu Hương. Một bản tin thế giới khác có liên quan đến Đài Loan. Đài Loan sẽ thử nghiệm khả năng bảo vệ bờ biển bằng một loạt các cuộc tập trận phóng tên lửa và bắn đạn thật vào cuối tháng này. Theo hãng tin Reuters ngày 12 tháng 8 đưa tin, Đài Loan sẽ tiến hành các cuộc tập trận phóng tên lửa từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 8 và từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 8 tại ba khu vực là vùng biển Đài Đông, phía đông huyện Bình Đông, gần đảo Xanh và đảo Hoa Lan. Tiếp đến thì Đài Loan sẽ tổ chức xen kẽ một cuộc tập trận bắn đạn thật thường niên khác từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 8, chỉ gần 3 tháng sau khi ông Lại Thanh Đức nhậm chức lãnh đạo của Đài Loan, kế nhiệm bà Thái Anh Văn. Cơ quan phòng vệ Đài Loan ra cảnh báo các máy bay cũng như là tàu thuyền khác tránh xa vùng hạn chế trong thời gian này. Trong khi đó, theo South China Morning Post, thì dẫn một nguồn thạo tin cho biết cuộc tập trận sẽ kiểm tra độ chính xác của cả 3 loại máy bay chiến đấu chủ lực của Đài Loan, trong đó có máy bay chiến đấu phòng thủ bản địa, viết tắt là IDF, tiêm kích đa nhiệm Mirage 2000 và các máy bay phản lực F-16V. Nguồn thạo tin cho biết thêm, tương tự như năm ngoái, thì IDF, Mirage và F-16V nâng cấp sẽ được trang bị tên lửa không đối không tầm trung, tên lửa đa mục tiêu Mica và tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn Skyward 2. Theo nguồn tin thạo cho biết, thì Đài Loan cũng sẽ khai triển các tàu chiến được trang bị tên lửa siêu thanh tầm trung mang tên là Hùng Phong 2 và Hùng Phong 3 trong cuộc tập trận bắn đạn thật để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu, chống lại các cuộc tấn công tiềm tàng. Trung Cộng thì hiện chưa đưa ra lời bình luận về thông tin nói trên. Trước đó thì Đài Loan vào ngày 22 tháng 7 cũng đã tiến hành các cuộc diễn tập quân sự thường niên gọi là Hán Quang với nội dung tập trung vào các tình huống chiến đấu thực tế thay vì trình diễn sức mạnh bên ngoài. Xin được quay trở lại với chị Hạnh Dung. Cảm ơn Đỗ Phúc. Và một bản tin thế giới khác liên quan đến Thế vận hội 2024 sắp bế mạc hôm 11 tháng 8 sau 19 ngày các vận động viên thi đấu tranh 329 huy chương vàng. Đã có 10.500 vận động viên tranh tài tại Olympic tại nhiều điểm khác nhau trên khắp nước Pháp cũng như môn lướt sóng ở Tahiti. Trong khi lễ khai mạc được tổ chức trên sông Seine, lễ bế mạc sẽ được tổ chức trên sân vận động Stade de France có sức chứa 80.000 người, nơi tổ chức các môn điền kinh sau các trận bóng bầu dục. Ngọn lửa Olympic sẽ tắt và thị trưởng Paris Annie Hidalgo sẽ trao lá cờ Thế vận hội cho người đồng cấp Los Angeles Karen Bass, một sự chuyển giao mang tính biểu tượng cho thành phố chủ nhà tiếp theo của Thế vận hội 2028. Bộ trưởng Nội vụ Pháp hôm 11 tháng 8 cho biết rằng khoảng 30.000 nhân viên đang làm việc để đảm bảo an ninh trong ngày cuối cùng của Thế vận hội Paris. Trong đó có 3.000 nhân viên tại sân vận động sẽ tổ chức lễ bế mạc. Ngoài lễ bế mạc tại Stade de France ở ngoại ô phía bắc Paris, vốn dự kiến sẽ có sự góp mặt của các ngôi sao như Tom Cruise, ngày cuối cùng của Olympic 2024, còn có các cuộc thi thể thao bao gồm chung kết marathon nữ và bóng rổ nữ, cùng chung số phận của đội tuyển bóng rổ nam Pháp.
vốn bị thua trong trận chung kết với đội tuyển Hoa Kỳ hôm 10 tháng 8. Đội tuyển bóng rổ nữ Hoa Kỳ đã đánh bại Pháp chỉ với một điểm cách biệt để giành huy chương vàng thứ 40 cho Hoa Kỳ, giúp đoàn thể thao Hoa Kỳ đứng vị trí đầu bảng tổng kết sắp huy chương của Thế vận hội Olympic 2024. Dạ vâng, thưa quý vị, chuyển sang phần tin Hoa Kỳ. Tổng thống Biden thừa nhận ông đã bị ép phải rời khỏi cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Joe Biden trong cuộc trả lời phỏng vấn trên CBS News hôm qua Chủ nhật ngày 11 tháng 8 thừa nhận rằng những đồng nghiệp trong đảng Dân Chủ đã thuyết phục ông rằng ông sẽ làm hại họ khi mà tiếp tục cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc. Ông Biden cũng xác định cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi là nhân tố then chốt gây ảnh hưởng tới quyết định rút lui của ông. Ông Biden đã kết thúc chiến dịch tái tranh cử vào ngày 21 tháng 7, gần một tháng sau cuộc tranh biện được chiếu trên CNN với cựu Tổng thống Donald Trump, phơi bày sự sa sút nhận thức của ông lão 81 tuổi. Vài tuần sau buổi tranh biện và trước khi rút lui thì ông Biden đã bị các chuyên gia cấp tiến, các nghị sĩ đảng Dân Chủ và các nhà tài trợ của đảng thúc giục phải kết thúc chiến dịch vì các cuộc thăm dò cho thấy Tổng thống Biden đương nhiệm đang ngày càng tụt dần so với cựu Tổng thống Trump. Ông Biden nói trên CBS News ngày hôm qua trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi ông rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử rằng các cuộc thăm dò mà chúng tôi thấy rằng đó là một cuộc đua xít sao, nó sẽ ngang bằng cho đến giây phút cuối cùng. Và những gì đã xảy ra là một số đồng nghiệp đảng Dân Chủ tại Hạ viện và Thượng viện nghĩ rằng tôi sẽ làm hại họ trong các cuộc đua tranh cử của họ. Ông Biden khi tuyên bố kết thúc chiến dịch tái tranh cử vào hôm 21 tháng 7 đã đồng thời tán thành Phó Tổng thống Kamala Harris là người thay thế. Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer và các lãnh đạo cấp cao khác của đảng Dân Chủ trong vài tuần sau cuộc tranh biện giữa Biden và Trump đầu tiên được cho là đã trao đổi riêng với ông Biden, kêu gọi ông rút lui. Tuy nhiên, bà Pelosi phủ nhận việc bà lãnh đạo nỗ lực ép ông Biden rút lui. Trở lại với anh Đỗ Phúc. Cảm ơn chị Thu Hương. Một bản tin Hoa Kỳ khác có liên quan đến một nhân viên trường học của bang Illinois sẽ phải trải qua 9 năm trong tù sau khi lấy 11.000 thùng cánh gà trị giá 1,5 triệu Mỹ Kim lẽ ra dành cho học sinh trong giai đoạn đỉnh điểm của dịch COVID-19. Theo báo New York Post hôm 11 tháng 8, dẫn lời các công tố viên thuộc văn phòng công tố hạt Cook thuộc bang Illinois cho biết, người phụ nữ tên là Vera Liddell, 68 tuổi, đã lợi dụng chức vụ quản lý dịch vụ ăn uống của học khu quận Harvey 152 để biển thụ số cánh gà dùng làm bữa ăn cho các em học sinh trong thời gian đại dịch COVID-19. Trong giai đoạn phong tỏa vì dịch COVID-19, các trường học đóng cửa, học khu quận Harvey 152 vẫn tiếp tục gửi các phần thức ăn cho học sinh tại nhà. Bà Liddell đã bắt đầu trộm cánh gà từ tháng 7 của năm 2020 và tiếp tục hành động phi pháp này cho đến tháng 2 của năm 2022. Vụ việc chỉ bị phanh phui khi một quản lý của học khu trong quá trình kiểm toán đã phát hiện giá mua hàng thực phẩm ở trường bị vượt ngân sách đến 300.000 Mỹ Kim dù mới qua nửa năm học. Số hóa đơn còn lại được phát hiện sau đó. Trong khi đó, theo ABC 7 Chicago đưa tin, khi bà Liddell mua số lượng lớn cánh gà và dùng xe tải của trường học để chở hàng, thì các em học sinh chưa từng thấy món cánh gà trong phần ăn do trường gửi đến. Vào thời điểm bị phát hiện, người này đã làm việc cho học khu khoảng 10 năm. Bà đã nhận tội trước khi bị tuyên án 9 năm tù giam. Xin được quay trở lại với chị Hạnh Dung. Vâng, cảm ơn Đỗ Phúc. Một bản tin khác có liên quan đến Hoa Kỳ. Cảnh sát Rockford đang truy lùng một người đàn ông là nghi can trong vụ tông xe rồi bỏ chạy làm chết người ở đường East State Street hồi đầu tuần. Cảnh sát nhận diện Maurice Calvinist, 59 tuổi, là nghi can chính trong vụ tông xe làm bà Hoa Huỳnh, 66 tuổi, thiệt mạng khoảng 1 giờ 30 sáng thứ Hai, 5 tháng 8. Cảnh sát chạy tới dãy số 4900 East State Street gần Eastern Parkway thì thấy bà Hoa nằm trên đường. Giới chức cho hay bà đang đi bộ trong khu vực
thì tai nạn xảy ra, khiến bà bị chấn thương ở đầu và ngực rồi qua đời tại chỗ. Các tội danh say rượu, lái xe DUI, gây tai nạn rồi bỏ chạy, không có bằng lái còn hiệu lực, lái xe không có bảo hiểm và xe hết hạn đăng bạ được văn phòng công tố tiểu bang quận Winnebago liệt kê trong cáo trạng của Cavendish vào ngày thứ Tư. Cavendish bị treo bằng lái từ năm 2013 sau một loạt lỗi vi phạm giao thông, kể cả tông xe rồi bỏ chạy, lái xe không bảo hiểm và say rượu lái xe DUI. Xin trở lại với Đỗ Phúc. Quý khán giả vừa nghe phần tin tức và tiếp theo sau đây là thông tin thị trường chứng khoán của ngày hôm nay.